Thưa quý vị, chương trình truyền hình thực tế Tỏ Tình Hoàn Mỹ mới ra mắt khán giả VTV9 mang tới những phút giây giải trí lãng mạn dịp cuối tuần. Điểm đáng chú ý là những màn tỏ tình lãng mạn được thể hiện ngay trong trường quay, mang tới cho khán giả và người chơi nhiều cung bậc cảm xúc. Ekip sản xuất đã làm thế nào để mang tới không gian hẹn hò lý tưởng, kết nối người chơi tham gia chương trình? VTV Kết Nối xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Lãng mạn, hài hước, kịch tính, bất ngờ, xúc động. Đó là những cung bậc cảm xúc mà nhân vật tham gia chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ trải qua cùng mong muốn tìm được một nửa của mình. Khi mà tham gia chương trình thì Hương gặp gỡ được rất là nhiều người bạn, cũng như là những anh chị em có chung những cái suy nghĩ, những cái tâm tư tình cảm giống như mình, là đều mong muốn tìm được một nửa của mình. Mục đích mà mình tham gia chương trình đó là mình muốn mở lòng và tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Mong rằng là mình sẽ tìm được một nửa của mình. Vì sao mình quyết định tham gia chương trình này? Là vì tình yêu, chắc chắn là thế thôi. Trong mỗi tập phát sóng, 8 chàng trai và 8 cô gái sẽ trải qua chuyến tàu tình yêu thông qua 3 phần chơi: tìm hiểu, kết nối và tỏ tình lãng mạn. Trong phần tìm hiểu và kết nối, người chơi thông qua các câu chuyện kể, tình huống, trò chơi, câu hỏi để tìm hiểu về đối phương, sau đó sẽ đưa ra quyết định và họ có quyền thay đổi sự lựa chọn ở phút cuối. Ở phần cuối, người chơi chính sẽ đi đến lựa chọn cuối cùng, tìm ra người mình rung động và bước vào màn tỏ tình. Mỗi khoảnh khắc của chương trình đều lưu lại những kỷ niệm khó quên. Khoảnh khắc đáng nhớ là những câu chuyện nam nữ chính khách mời chương trình mang tới và sự rung động, những sự rung động ở trên chương trình mà mình cảm nhận được. Điều thú vị nhất mà mình nhận được đấy là sự gặp gỡ giữa các người anh em, những người bạn bè, cũng như là được chứng kiến những cái màn tỏ tình mà nó thật sự chạm vào trong trái tim của mình. Một trong những cái phần mà Hương thích nhất đó chính là cái phần từ khóa. Và thông qua cái phần đó thì Hương có thể nghe được những cái câu chuyện của các bạn đến tỏ tình. Thông qua những cái câu chuyện đó thì Hương được cảm thấy xúc động. Cùng với sức hút từ các câu chuyện tình yêu của nhân vật, yếu tố góp phần tăng sức hấp dẫn cho chương trình chính là sự kết nối của MC cũng như không gian tỏ tình lãng mạn được ekip thiết kế ngay trong trường quay dựa theo mong muốn của người chơi. Sân khấu tỏ tình là một không gian mà phải nói là ekip thực hiện chương trình đã phải rất là đầu tư cũng như là kỳ công chuẩn bị để có thể tạo ra một không gian tỏ tình mà hoàn mỹ nhất cho cặp nam chính và nữ chính. Vai trò của Phương Anh ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ sẽ giống như là một bà mai đứng ở giữa để kết nối các bạn khách mời cũng giống như là người chơi. Sẽ có những câu hỏi và những câu trả lời để cho các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Khi mà Hương được tham dự cái buổi hẹn hò mà các bạn đến tỏ tình set up cho mình, thì thực sự ra thì được nhìn thấy cái khung cảnh đó là mình cảm thấy rất là xúc động. Thông qua những tình huống bất ngờ, câu hỏi hài hước, trò chơi thú vị, nhiều câu chuyện xúc động và những màn tỏ tình lãng mạn độc đáo, chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ lan tỏa thông điệp tích cực về tình yêu, hạnh phúc. Mình rất mong rằng mọi người sẽ cảm nhận được những cái điều tích cực mà chương trình đang mang lại, những cặp đôi đang mang lại, có rất thêm nhiều động lực để tin vào tình yêu cũng như là những cái điều tuyệt vời ở ngoài kia. Phương Anh cũng giống như là ekip thực hiện chương trình rất hy vọng là sẽ có nhiều cặp đôi nắm tay nhau ra về từ chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Quý vị đón xem Tỏ Tình Hoàn Mỹ phát sóng lúc 10:45 thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9.